Năm học 2022-2023, trường mầm non thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình có 24 lớp, nhóm lớp với gần 650 trẻ. Theo quy định mức thu mới, học sinh của nhà trường thực hiện đóng học phí 100.000 đồng một tháng. Để giảm áp lực cho các bậc phụ huynh, nhà trường thực hiện thu học phí định kỳ theo tháng và không thu dồn các khoản thu cùng một thời điểm. Ngoài ra, các khoản thu từ học phí cũng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, giảm những khoản thu khác từ phụ huynh. Tiền mà các cháu đóng góp vào nhà trường thì chúng tôi cân đối là 40% chi lương và 60% chi cho các hoạt động. Thì với 60% chi các hoạt động này thì chúng tôi cũng bổ sung thêm mua đồ dùng bán trú cho các cháu này. Cái nguồn thỏa thuận với phụ huynh thì năm nay thì nhà trường sẽ giảm hơn so với các năm học trước. Việc điều chỉnh mức học phí là cần thiết bởi nhiều năm qua, sự hỗ trợ của nhà nước chưa thể đảm bảo nâng cao cả về chất và lượng giáo dục. Trên thực tế, rất cần phải có sự chung tay, chia sẻ của người học. Do vậy phải khẳng định, học phí tăng là tất yếu và cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Để kịp thời hỗ trợ các bậc phụ huynh khi chủ trương đi vào thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc thu học phí đúng quy định, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng học sinh theo quy định. Tôi cũng đã chỉ đạo là yêu cầu các cơ sở giáo dục là không thu dồn các khoản thu vào cùng một thời điểm, đặc biệt là vào cái dịp đầu năm này, khi mà phụ huynh còn đang phải lo cái việc sách giáo khoa, thế rồi các trang thiết bị phục vụ cho học sinh đầu năm. Tôi cho rằng là một trong những cái giải pháp mà chia nhỏ ra, gọi là phân kỳ đóng, như học phí chẳng hạn để đóng theo các tháng chẳng hạn, và các cái khoản đóng góp thu khác ở đầu năm được chia như vậy thì đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các gia đình. Đầu năm học nào cũng vậy, các nhà trường, đơn vị địa phương cũng đã có những phần quà để hỗ trợ học sinh, giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh học phí đang tăng so với trước kia, theo Nghị định 81 của Chính phủ, thì các đơn vị địa phương, nhà trường cũng cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng hành, chia sẻ và tháo bớt khó khăn cho các bậc phụ huynh, giảm những gánh nặng, lo toan cho phụ huynh trong những năm học tiếp theo.